Omizakon, vùng đất lạnh nhất con người đang sinh sống ở Siberia, Liên bang Nga. Năm 1924, nơi này từng ghi nhận mức nhiệt độ xuống tới âm 96,16 độ F. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về độ F và thử chuyển đổi xem nơi lạnh nhất trái đất có con người sinh sống có mức nhiệt độ là bao nhiêu độ C. Độ F và độ C đều là đơn vị dùng để đo nhiệt độ, lần lượt được đặt theo tên hai nhà khoa học người Đức và Thụy Điển. Độ C phổ biến hơn độ F, độ C được sử dụng trong hệ thống đo lường quốc tế SI. Độ F hiện tại chỉ được Mỹ và một số quốc gia nói tiếng Anh sử dụng. Theo đó, một độ C sẽ bằng 33,8 độ F. Ngược lại, một độ F sẽ bằng âm 17,22 độ C. Cách mà bạn sẽ chuyển đổi nhanh từ độ C sang độ F, bạn sử dụng công thức sau, độ F sẽ bằng 1,8 nhân độ C cộng 32. Ví dụ 10 độ C bằng bao nhiêu độ F? 10 nhân 1,8 cộng 32 bằng 50 độ F. Cách chuyển từ độ F sang độ C, bạn làm ngược lại công thức bên trên thôi. Độ C sẽ bằng độ F trừ 32 tất cả chia cho 1,8. Ví dụ, nhiệt độ thấp nhất nơi lạnh nhất thế giới ghi nhận là âm 96,16 độ F. Quy đổi sang độ C sẽ bằng 96,16 trừ 32 tất cả chia 1,8 bằng âm 71,2 độ C. Thật sự quá lạnh, bản thân mình 10 độ C thôi mà họa mi đã ngừng hot. Không biết sống ở âm 72 độ sẽ ra sao? Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hữu ích nhớ ấn like, ấn đăng ký ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại.